Dạ, em xin kính chào với cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đang mê sưu tầm bonsai kỹ trên cả nước, đang xem kênh Cuộc Sống của Đa Hậu Giang ạ. Dạ, hôm nay thì em quay trở lại với vườn mai của em Nguyễn Kha ở Chà Lách, Bến Tre cô chú anh chị ha. Dạ, phía sau lưng em là khuôn viên vườn chăm sóc mai của em Kha cô chú, đủ kích cỡ, đủ loại giống mai luôn ạ. Quý cô chú anh chị mình có thể đến trực tiếp vườn ở Chà Lách, Bến Tre cũng như là liên hệ với số điện thoại của em Kha để mình sưu tầm giống nhé cô chú anh chị ha. Em xin phép được clip chia sẻ luôn ạ. Dạ, em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị mình đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh, ủng hộ cho em Kha ở những clip trước ạ. Chúc quý cô chú anh chị mình sưu tầm thêm được nhiều giống mai mới, chọn được cây ưng ý luôn á. Dạ, ngoài giống siêu bông Bình Lợi ra thì chỗ em Kha có siêu bông Sài Gòn nha cô chú anh chị. Dạ, mình có thể là hàng này có thể lấy mua được liền ha cô chú ha. Với lại giống mai Nhị Ngọc Tần. Dạ rồi, em xin phép được chu clip luôn ha cô chú anh chị. Dạ, chị xin chào em Khai. Dạ, em chào chị, em chào cô chú anh chị trên kênh ạ. À, dạ, hôm nay em tới lại kênh xin giao lưu một số mai Bình Lợi với siêu bông Sài Gòn ạ. À, rồi em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những clip trước ạ. À, dạ. Hôm nay em lên một lô mai mới cô chú anh chị ơi. Mã số tiếp theo, mã số 76B. Dạ, 76B. Một cây siêu bông Bình Lợi. Dạ. Hàng mấy hàng này là em bao chuẩn giống hết tên cô chú anh chị ơi. Ghép nhiều chục ghép lắm á cô chú anh chị. Cái này nó đang phân chia cành nhánh ra rất là ok luôn cô chú anh chị ha. 4, 5, 6, 7, 8, 9 bo luôn nha cô chú ha. Nhà hoành là 28. Dạ, đế ngơm mà phẩm, gom đế thôi nha cô chú. Chiều cao 65. Cái này già mùa em đôn lại nha cô chú anh chị. Cái còn cái đọt đó là em mới ghép nay khoảng gần 2 tháng. Dạ. Lá ngang là 44. Dạ rồi, mã số 76B này em xin giao lưu là 1 triệu 9 em bao ship tặng chậu luôn. Ha cô chú anh chị. Dạ, mã số tiếp theo là mã số 77B, một cây siêu bông Bình Lợi cô chú anh chị. Cây này ghép với phôi mai vàng dáng. Mấy cây này em sẽ bao ship tặng chậu cô chú anh chị. Khi ship em sẽ về chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Dạ hoành chỗ di tí này là 28. Chiều cao là 68. Tá ngang là 60. Dạ rồi, mã số 77B này em xin cho lưu là 1 triệu 8 em bao ship tặng chậu luôn. Dạ, 1 triệu 8 đó với cô chú anh chị. Cái này cái bo nó dài thuộc lượt luôn hả cô chú nha. Siêu bông Bình Lợi. Mấy hàng này em bao chuyển chống cô chú anh chị ạ. Có củ đế và bá nữa. Dạ, mã số thành mã số 78B. Khi ship em sẽ đi về chỉnh sửa cho cô chính trị hết luôn ạ. Sát lớn cái đít chà bá thằng hơi hơn cô chú anh chị ha. Dạ hoành là 34 cô chính trị. Dữ lắm cái củ đế luôn nha cô chú. Luôn này luôn mai mới luôn cô chú anh chị ơi. Hoành củ đế này là 48. Chiều cao là 60. Tán ngang 45. Dạ rồi, mã số 78B này em xin giao lưu là 2 triệu 2 em bao ship tặng chậu luôn. Mỗi một cái bao ghép này nó 5 triệu mét lá là quá trời luôn chứ cô chú anh chị. Đây là mình ghép được 5 bo, cái này em ghép được 5 bo cô chú anh chị. Sắc lớn luôn nha cô chú anh chị ha. Mã số. Dạ, mã số này là mã số 79. 79B. Cái này nó phân chia 79B cũng là một cây siêu bông Bình Lợi luôn cô chú anh chị. Dạ, mà lấy được nhiều bo luôn hết cô chú. Cái này lấy cũng cỡ 40-50 bo cô chú anh chị. Dạ, hoành chỗ di tí này là 29 cô chú anh chị ơi. Cái, cái này là không có bị lỗi hết cô chú anh chị. Cô chú anh chị hai da bao trái bao luôn cô chú anh chị, không có trái. Đế là sẵn nôm nhưng mà cộng ghế lực lực không mà cô chú anh chị ha. Chiều cao 60. Mấy lô cây này em sẽ khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa hoàn toàn cho cô chú anh chị ạ. Tá ngang là 44. Được rồi, mã số 79B này em xin cho lưu là 2 triệu rưỡi em bao ship luôn. Dạ, 2 triệu rưỡi nha cô chú anh chị ha. Tặng chậu luôn cô chú anh chị. Một, hai, năm bo luôn á cô chú anh chị. Dạ, rồi. Mã số 80. Dạ, mã số thì mã số 80B. Cái này trực lắc luôn quá cô chú anh chị ha. Mình ghép cũng khá là nhiều bo đó với cô chú. Cái lô siêu bông Sài Gòn này cũng còn có mười mấy cây nữa hết cô chú anh chị à. Dạ, ghép được 11 chục ghép nha cô chú nha. Dạ, hoành là 24.
nguyên cái củ đỏ luôn á cô chú anh chị. Chiều cao là 60, tán ngang là 40. Dạ rồi, mã số 80B này em xin vô luôn là 2,2 triệu, em bao ship tặng cậu luôn cô chú anh chị. Dạ 2,2 triệu nha cô chú anh chị ha. Chiều bông Sài Gòn. Cái này về lấy bò được liền em ha. Dạ cái này lấy bò được liền chị. Dạ. Cỡ 40 bò ạ. Mã số 81. Dạ mã số tiếp theo, mã số 81B. Một cây xi bông lợi cô chú anh chị. Mấy hàng này làm bao chuẩn giống cho cô chú anh chị hết luôn. Với cái phần này về cô chú anh chị ha. Dạ hoành 23. Cái này nở đế luôn á cô chú. Chiều cao là 50. Tán ngang là 40. Dạ rồi mã số 81B này em xin cho lưu là 1,8 triệu, em bao ship tặng cậu luôn. Dạ 1,8 triệu. Cái này củ đế luôn cô chú anh chị. Thân thì lắc luôn nha cô chú anh chị ha. Đế củ. Cái này ghép cũng được 2, 3, 5, 6 chục ghép đó cô chú. Mã số 82. Mã số 82B. 82B, một cây xi bông mình lợi luôn cô chú anh chị. Lùng lực luôn á mấy cô chú. Cái này nở nậu lắm luôn à. Giá chậu di tí này là 32 cô chú anh chị ơi. Dạ. Còn cái củ đặc này là 50. Chiều cao 50 luôn cô chú anh chị. Tán ngang 45. Dạ rồi mã số 82B này, 82B này em xin vô lưu là 1,8 triệu, em bao ship tặng cậu luôn. Cây này ghép được 5 chục ghép nha cô chú anh chị ha. 1,8 triệu em bao ship tặng cậu luôn nha cô chú anh chị. 82B, siêu bông bình lợi. Dạ. Dạ mã số 83B. Cây này cái bô nó dài thật được luôn á cô chú anh chị. Mấy hàng này em bao ship em sẽ vô về chỉnh sửa cho cô chú anh chị ạ. À. Dạ hoành 29. Củ đế đặc này là 40. Chiều cao 45. Tán ngang 45 luôn. Dạ mã số 83B, một cây siêu bông bình lợi này em xin cho luôn là 1,8 triệu, em bao ship tặng cậu luôn. Cái này mình ghép cũng được 4 bò ha cô chú anh chị. 1,8 triệu em bao ship tặng cậu luôn nha cô chú anh chị. Mã số 83B. 1,8 triệu. Dạ mã số tiếp theo, mã số 84B. Dạ 84. Cây này cũng có cái củ trà bá nữa luôn á. 84B là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Dạ. Lùng lực luôn nha cô chú ha. Dạ hoành là 30 đúng luôn. Chiều ra 47. Tán ngang 57. Dạ rồi mã số 48B này em xin vô luôn là 1,9 triệu, em bao ship tặng cậu luôn. Cây này được 4 bo nha mấy cô chú. 1,9 triệu. Mã số bo 84B siêu bông bình lợi. Lấy bo được liền. Này lấy bo được liền luôn cô chú chị ơi. Dạ 85. Dạ mã số thêm mã số 85. 85B. Cây này giống siêu bông. Siêu bông bình lợi cô chú anh chị. Hàng con tàn phải không em? Dạ hàng này đâu mùa. Dạ hoành 19. Cái củ toàn này là 35 cô chú anh chị. Dán được củ đế luôn. Cái này cái củ quần quá thôi cái tí của chú anh chị. Cái như cái bình vậy đó cô chú anh chị. Chiều cao là 64. Tán ngang là 45. Dạ rồi mã số 85B này em xin luôn là 1,6 triệu, em bao ship tặng cậu luôn. Dạ. Cái bo ghép này nó bự hơn cái điếu thuốc rồi nha cô chú anh chị nha. 1,6 triệu của chú anh chị ơi. Cái này đáng sưu tầm của chú anh chị. Em bao ship tặng cậu luôn. Dạ mã số tiếp theo là mã số 86B. 86B là một cây siêu bông mà lợi luôn cô chú anh chị ơi. Dạ hoành là 22. Cái này đế nôm nó gom đế hết cô chú. Củ đặc là 37. Nó sởm nhẹ luôn cô chú nha. Chiều cao 45. Tán ngang 50. Dạ rồi mã số 86B này em xin cho lưu là 1,1 triệu, em bao ship tặng chậu luôn. 1,1 triệu. Ghép được 6 chồng ghép nha cô chú anh chị, nó lên da luôn hết trơn rồi mấy cô chú. Mã số 87B. Dạ
Chợ Hoành chú Y Tý này là 29. Dạ, chiều cao là 66. Tăng hàng 62. Dạ, còn mã số 87B, một cây siêu bông Sài Gòn này em xin giao lưu là 2,2 triệu, em bao ship tặng chậu luôn. Cái này ghép mùi bo luôn ha quý cô chú anh chị. Cái này mùa chơi mùa tới là ok của chú anh chị. Dạ. Thân lắc đế nở đế luôn. Mã số 87B, một cây siêu bông Sài Gòn em xin giao lưu là 2,2 triệu, em bao ship tặng chậu luôn. Mã số 88B. Dạ. Cái này mình ghép giống mai gì em ha. 88B, một cây siêu bông mình lại gì. Cái này bị bò tẩy ra nhẹ cô chú anh chị. 4-5 bò nha cô chú ha. Hoành 20. Có một cục đế nở luôn á cô chú anh chị. Chiều cao 45. Tới ngang 50. Dạ rồi, mã số 88B này em xin cho lưu là 1,3 triệu, bao ship tặng chậu luôn. Dạ, có rẻ chịu phía trước luôn nha cô chú anh chị. 1,3 triệu cô chú anh chị ơi. 1,3 triệu bao ship tặng chậu luôn, mã số 88B siêu bông bình lợi. Chứ lâu chạy mã số 89. Dạ, mã số 89B, một cây siêu bông bình lợi. Dạ, cái này lùng lực nha cô chú anh chị ha. Bo ghép thì đang thẻ tại nó phân mấy cái nách này cũng ok luôn đó cô chú. Dạ, hoành chỗ gì tí này là 24. Cái bài đế quá tí của chú chị. Chiều cao 45. Tán ngang 50. Dạ rồi, mã số 89B này em xin giao là 1,6 triệu, em bao ship tặng chậu luôn. Dạ, 1,6 triệu nha cô chú. Cây này mình ghép cũng được. Này 46 bò. Dạ 6 bò. Tay cành đều hết của chú anh chị ơi. Dạ. 1 2 3 4 5 cành đều hết luôn. Thân thì lắc nha cô chú anh chị, nguyên một bệ đế quá trời luôn. Chú không vậy? Mã số 90. Dạ, mã số 90B. Cây này cũng lùng. Một cây siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị ơi. Cốt cành có điều luôn á quý cô chú. Dạ, hoành là 25. Củ đế đặt này là 39. Dạ. Nở củ đế luôn à. Siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 46. Tán ngang là 50. Dạ, và mã số 90B này em xin giao lưu là 1,8 triệu, em bao ship tặng chậu luôn. Dạ. Cái này về mình lấy bo nhân giống được liền em ha. Dạ, cái này lấy bo được chị. Cỡ 30 bo, tên 30 bo. 7, 8. Ghép được 10 bo luôn á mấy cô chú anh chị. Dạ, mã chứ hay mã số 91B. Cây này lùng lực lắm với cô chú anh chị nha. 91B là một cây siêu bông bình lợi của chú anh chị. Ghép được 5 chọc ghép á quý cô chú. Mấy hàng này bao chân giống cô chú anh chị hết luôn. Dạ. Nở một củ đế luôn ha. Dạ, hoành là 28. Chiều cao là 40. Tán ngang là 49. Dạ rồi, mã số 91B này em xin cho lưu là 1,7 triệu, bao ship tặng chậu luôn cô chú anh chị. 1,7 triệu. Lùng lực lắm, nhỏ củ đế lắm cô chú anh chị ha. Siêu bông bình lợi, bao chuẩn giống của chú anh chị luôn. Dạ. 92. Mã số 92. Dạ, mã số 92B. Cây này dán trực đỏ củ luôn ha cô chú ha. Thả bò dài luôn á cô chú. Dạ, hoành 23. Dạ, cây này cũng nở đế. Siêu bông Sài Gòn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 52. Tán ngang là 40, tán ngang 50 luôn. Dạ, mã số 92B, một cây siêu bông Sài Gòn này em xin cho lưu là 1,7 triệu, em bao ship tặng chậu luôn cô chú anh chị. Dạ. 1,7 triệu. Bao ship tặng chậu luôn, khi ship em sẽ vô dây chỉnh sửa cho cô chú anh chị. Ghép 12 bo luôn á cô chú. 3. 93. Dạ, mã số thì mã số 93B. 93B cũng là một cây siêu bông Sài Gòn của chú anh chị. Dạ, hoành chỗ gì tí này là 24. Chiều cao 57. Tán ngang 55. Dạ, còn mã số 93B này em xin cho lưu là 1,9 triệu, em bao ship tặng chậu luôn. Dạ, 1,9 triệu. Nở đế nở cũ luôn của chú anh chị ha. Cái này cũng được nhiều chột ghép lắm á cô chú anh chị.
8 bo cô chú anh chị. Mã số. Mã số là mã số 94B cô chú anh chị. Một cây siêu vô mình lại cây mai giấy luôn cô chú anh chị. Gà kép đường khe. Hai bo. Dạ hoành là 21. Cái đế nó như con cóc vậy đó. Bể đế này là 43. Chiều cao 30. Tán ngày 22. Dạ mã số 94B này em xin cho luôn là 600 ngàn bao ship tặng chậu luôn. 94B 600 ngàn một cây siêu bông bình lợi. Mã số 95. Cây này quá trời cái củ đế luôn hả cô chú, lùng lực luôn à. Dạ mã số này mã số 95B. Tàn ngắm tàn luôn nha cô chú chị ha. 95B cũng là một cây siêu bông bình lợi cô chú chị. Ghép được 4 chọc ghép. Dạ hoành là 29. Quá khứ cái củ đế luôn hả cô chú chị. Chiều cao 50. Tán ngang là 45. Nhà mã số 95B một cây siêu bông bình lợi này em xin cho lưu là 1 triệu 9 để bao ship tặng chậu luôn. Chậu này là chậu mấy? Chậu 5 chị, lọt lòng chậu 5. Bao ship tặng chậu luôn. Nhà mã số tiếp theo là mã số 96B. Cây này cũng phơm lùng lực. Một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị. Cái này bị lũa nhẹ cô chú anh chị, để em đo cái chiều lũa. Và cái chỗ lũa là 9 cm cô chú anh chị. Ngang là 2 cm. Dạ, cái này cũng có cái củ trà đá luôn. Hoành chỗ gì tí này là 33. Cái củ đế đặc này là 53. Chiều cao là 50. Tán ngang là 50 luôn cô chú anh chị. Và mã số 96B này em xin cho lưu là 1 triệu rưỡi em bao ship tặng chậu luôn cô chú anh chị. Dạ, bị lũa em bán giá mềm cô chú anh chị. Cái này đẹp cô chú anh chị. Bị lũa mất giá trị. Khi ship em sẽ vô gia cho khi ship em sẽ ha keo liền xẻ cho cô chú anh chị. Dạ rồi. 97 ha cô chú anh chị. 90 Dạ mã số tiếp theo là mã số 97B cô chú anh chị. Cái này cũng bình lợi luôn em ha. Dạ, siêu bông bình lợi. Cây này mình ghép cũng được 4, 5, 6, 7 bo ha cô chú anh chị. Nó lên ra luôn hết trơn rồi biết cô chú. Giờ mình lấy bo con tàn được liền cô chú anh chị ha. 97B là một cây siêu bông bình lợi luôn cô chú anh chị ơi. Đến nơi mình nó gom cục đá luôn à. Dạ hoành là 19. Củ đế nơm này là 40. Chiều cao là 45. Tán ngang là 45 luôn. Dạ rồi mã số 97B này em xin cho lưu là 1 triệu em bao ship tặng chậu luôn cô chú anh chị. 1 triệu em bao ship tặng chậu luôn, siêu qua mình lại mã số 97B. Dạ. Mã số 98B. Dạ 98B. Ghép với phôi mai vàng thân lắc lượn luôn cô chú anh chị ha. Mình ghép bình lại luôn em ha. Dạ cái này 98B là cây siêu qua mình lại luôn. Bao trận giống đâu cô chú anh chị luôn. 7 bo luôn á cô chú. Dạ hoành 22. Chiều cao xổm nôm là 20. Tán ngang là 40. Dạ rồi mã số 98B. 98B này em xin cho lưu là 1 triệu 6 em bao ship tặng chậu luôn. 1 triệu 6 nha cô chú anh chị. Siêu bông mình lại. Bao trận giống cho cô chú anh chị luôn. Mã số 99. Dạ mã số tiếp theo là mã số 99B. 99B cũng là một cây siêu bông mình lại cô chú anh chị. Dán siêu tàn dù luôn hả cô chú anh chị nha. Cái này nó lên danh lương hết trơn rồi cô chú anh chị. 99B cũng là một cây siêu bông mình lại luôn. Dạ ghép được 9 bo luôn á với cô chú. Nhà hoành 27. Dạ có một củ đế luôn ha. Chiều cao 60. Tán ngang 44. Dạ rồi mã số 99B này em xin giao lưu là 1 triệu 7 em bao ship tặng chậu luôn. Dạ 1 triệu 7 cho mẹ nha cô chú anh chị.
mã số 18B. Dạ, mã số thành mã số 18B, một cây siêu vông mình lại. Dán trực củ não luôn hết cô chú. Cây này bo nó già bo đâu với cô chú anh chị. Giá hoành là 25. Cây này có củ đế nha cô chú. Củ đế đặt này là 47. Chiều cao là 57. Tán ngang là 43. Dạ rồi, mã số 18B này em xin cho lưu là 1 triệu 1 em bao ship tặng chậu luôn cô chú anh chị. 1 triệu 100 ngàn em bao ship tặng chậu luôn, siêu bông mình lại. Giúp được 3 bo nha cô chú anh chị ha. Dạ rồi, mã số 18B cũng là mã số clip của em luôn. Em cảm ơn cô chú anh chị đã ủng hộ em những lứa trước ạ. Số điện thoại của em là 0393 843 842 cũng là số Zalo ạ. Rồi em cảm ơn, em xin chào và hẹn gặp lại ạ. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn cô chú anh chị ha.